Ok ok các bạn ơi, ok các bác ơi, okay, bà con cô gì chú bác ơi. Hôm nay Tuấn Anh lại về cho các bạn một chiếc xe rẻ đây. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó luôn qua Tuấn Anh. Vâng, con chị nó đi thì con gì nó lớn. Hôm loại em mới bán chiếc xe Nissan Cressida này cho bác trên Hà Nội 45 triệu. Đánh xe tận nhà cho bác ấy. Thì bác không chê được cái gì và hứa sẽ tặng em một bộ quần áo đá bóng của con bác ấy đang đá ở trong đội tuyển câu lạc bộ TNT Hà Nội. Hôm nay em lại tiếp tục về cho các bác một chiếc Nissan y hệt như thế, cũng năm 1992, máy xăng, biển Hà Nội, cũng một chủ từ đầu. Đấy. Thì và cũng giá tiền như thế luôn. Anh em nào quanh quanh khu vực này thì cứ bắn tiền cho em cái là em đánh xe tận nhà luôn. Vâng, các bác nào mà có ít tiền, khoảng 50 đấy, thì mua chiếc xe này về vẫn còn được 5 triệu để bên em để còn lại 5 triệu cho các bác gọi là liên hoan. Đúng giá 45 triệu em mới bán con này. Các bác nhá, 45 triệu các bạn đã có sở hữu ngay một chiếc xe Nissan Cevido. Nói chung là Cevido hay là Cressido cái đấy tồn tại không quan trọng, đó là Nissan của Nhật Bản nhé. Đấy, biển Hà Nội một chủ từ đầu. Các bạn là xem video của em thì đừng quên bấm cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Luôn luôn cập nhật được cho các bạn những chiếc xe rẻ. Hôm nọ thì chiếc xe em nọ về tranh nhau mà không biết chiếc xe này có tranh nhau không. Đấy. Con này máy 2.4 rồi, rất là khỏe luôn. Đấy. Form dáng thì cổ điển đời Tống đời Thanh. Đấy. Những chiếc xe của những năm cuối thế kỷ 20. Đấy. Các bạn thấy đấy. Một trong những chiếc xe mà đời Tống ở những năm cuối thế kỷ 20. Đấy, 1992 rồi. Đấy. Con này thì em vừa mới đi khám về xong, đến tháng 10 năm 2021. Màu xanh tím than rất là đẹp. Biển Hà Nội. 45 cò cho mọi người. Vậy các bạn alo chốt nhanh cho em kiểu lại mất, nhanh tay kiểu mất các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Nissan Cevido rất là đẹp. Chạy ok luôn, cao tốc là lóng 120-130 thôi, thoải mái. Bác nào mà chưa mua được xe thì với cái tầm tiền mua con về tập lái, tránh mưa tránh nắng thì khá là ok. Đấy, màu xanh rất đẹp luôn, con này sơn xi sạch sẽ sang bóng lắm, quá ok luôn. Xem gầm một chút nhá. Gầm này dòng Nhật Bản này thì cái tôn vỏ, tôn gầm của nó rất là đẹp. Tôn vỏ, tôn gầm rất ok và dày dặn, cực kỳ chất lượng. Đấy. Nội thất chiếc xe thì ghế da này. Đấy. Bọc một bộ áo ghế đẹp, sạch sẽ thể thao luôn. Trần thì lại trần nỉ. Đấy, từ năm 92 giờ vẫn còn cái trần nỉ đẹp nguyên bản. Tất cả táp lô, táp ly bọc da hết này. Táp lô bọc da hết, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết nhá. Nói chung dòng này thì nó vào quẹt xước sát kèo chỉ lốp nhôm. Đấy. Cột kèo thì chả biết có dính không, nhưng mà nói chung là cũng còn ok. Đấy. Miễn sao là máy vẫn đổ, bốn bánh quay đều các bạn nhá. Thực ra có 45 triệu rồi thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Nissan Cevido nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản như thế này. Máy 2.4 hơi tiết kiệm xăng một chút thôi nhưng mà đi cũng ok. Đấy, táp lô sạch sẽ luôn. Đấy, sơ si ok. Nói chung là mua chiếc xe này về chỉ chạy quanh quanh, nói chung là khá ok. Chúng ta mở thử cái cốp, và cốp này phải mở bằng điện nhá. À, mở bằng chìa khóa cơ. Chìa khóa lại giáp thế. Thôi gần đây thì xem cốp lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy là biết là cốp con này nó dài. Nhìn là biết là cốp con này nó rộng rồi này. Đấy. Con này đèn quanh đít xe luôn. Quanh đít xe luôn. Nó giống như Mazda 323. Đấy, mở khóa đây nhá. Đấy. Tôn vỏ dày luôn. Tôn vỏ dày các bạn nhá. Đấy, rất đẹp. Cevido. Nội thất rất ok cho đẹp các bạn. Đấy, các bạn quan tâm. Các bạn quan tâm thì alo ngay cho em này. 45 triệu bạc cái bằng cái xe máy SH. Rẻ như bèo, rẻ như cho luôn. Đấy, cửa đóng phập luôn nhá. Cái dòng xe Nhật này thì chuyên chở nguyên thủ quốc gia này. Nói thật đấy các bác, là từ năm 92 mà có người sở hữu chiếc xe này thì nói chung là cũng là những người có tiền. Và đã có tiền người ta giữ gìn. Đấy. Bỏ ra 45 triệu các bạn đã sở hữu chiếc xe như thế này. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2021. Xe rất đẹp. Và ok cho mọi người. À. Quay qua đâu con này nó cũng chả có gì để quay. Nói chung là cam kết cho các bác là máy vẫn đổ bốn bánh quay đều. Anh em nào ngại thì em ship xe đến tận nhà cho các bác này.
chạy cao tốc quay video trực tiếp cho các bác luôn. Đèn đó mà hai đèn bi luôn, hai đèn bi salon siêu sáng luôn, lốp mới cả gian. Giờ lổ máy các bạn nhé. Đấy, con này cứ máy lổ bốn bánh quay đều, âm thanh hay luôn đấy nhá, âm thanh hay luôn. Thế nào, chúng ta cùng lên sóng, let's go. Úi dồi, ok luôn. Ách chả, điều hòa chết rét luôn các bạn ơi, điều hòa chết rét nhá. À, kính điện kính nước đầy đủ rồi. Úi dồi, kính điện này không hoạt động nhá. Tất cả rất ok cho mọi người. Rồi giờ rồi mấy cái kính này để ý gì? Ấy à, chẳng hơi thấp đi. Âm thanh đâu rồi? Anh em bật ở tiếng âm thanh lên xem nào. Cái này trước nó ui giời. Chúc mừng tân hôn. Con này âm thanh có vẻ nguyên zin đấy. Đấy, chạt mưa phun nước hoạt động bình thường luôn này. Không để ý, con này chạy cực chất luôn. Nội thất đẹp, căng đét luôn. Đấy, anh em nào nhu cầu mua xe liên hệ ngay cho em nhé. Giờ mở khoang máy này. Mở khoang máy cho các bạn nhé. Máy lổ gì mà êm thế, không nghe tiếng gì luôn. Máy cực êm luôn. Con này thì chắc chắn là làm lại máy rồi. Càng làm lại máy thì càng tốt các bạn nhé. Về chạy đỡ phải làm. Máy lổ rất êm các bạn nghe thấy gì. Lixan 2.4. Máy lổ êm du luôn. Dòng này thì không tránh được những cái gọi là nó có chút bục mọt, không để ý, không đáng kể các bạn nhé. Miễn sao máy lổ êm, bốn bánh quay đều. Đấy. Lỉ này, cabo này, lỉ cabo còn nguyên. Đấy, chi tiết máy này. Đấy. Vâng, vừa rồi em Tuấn Anh giới thiệu cho các bạn về chiếc xe Lixan 45 triệu, sản xuất năm 1992, một chiếc xe đời tổ, đời cống, đời thanh. Đấy, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Anh chị em quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, anh chị em và các bạn nào có nhu cầu mua xe, xem xe hay đến trực tiếp cửa hàng của em, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, trải nghiệm. Anh em là chốt nhanh thì phi cọc cho em. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.